Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Holic Audio. Mời các bạn theo dõi truyện tiệm quan tài phố Tây của tác giả Toái Giả. Tác phẩm thuộc thể loại huyền huyễn, có yêu, có ma, có thần. Hãy cùng theo dõi hành trình tiếp theo đầy kịch tính của Trường Quầy Ly nhé. Chương 4, ai cũng có bí mật. Trường Quầy Ly ra khỏi lâm phủ, khi đi và khi đến vẻ mặt nàng vẫn bình thường không thay đổi chút nào, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra mà nàng cũng không hề nhìn thấy gì cả. Nàng tránh khỏi đường cái rẽ vào một cái ngõ nhỏ không người, nói nhỏ một tiếng, xuất hiện đi. Trong ngõ nhỏ chỉ có một mình trường quầy ly chậm rãi đi, tiếng gọi của nàng nhẹ như gió bình bồng trôi nổi, thổi qua bên môi nàng. Ha ha, giận ta rồi sao? Bạch Nham không biết từ khi nào bỗng xuất hiện phía sau trường quầy ly, hai người một trước một sau đi chậm rãi, giống như đã đi cùng nhau một đoạn đường rất dài người bảo tiểu tiền quấy nhiễu mộng đẹp của ta, nói có trò hay xem, kết quả là ngươi đứng nhìn trò hay của ta, còn mình thì niệm chú ẩn thân, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Ta là đạo sĩ, nàng bảo ta phải nói gì với tiểu hòa thượng kia. Chỉ nghĩ đến chuyện ta và hòa thượng kia đứng cùng nhau, một người là hòa thượng tuổi còn trẻ tuấn tú, một là đạo sĩ lôi thôi tiểu tụy, nàng không biết cảnh tượng như vậy rất không hài hòa sao. Bạch Nham cười như tự diễu. Trưởng quầy ly liếc mắt xem thường, nhưng cũng không kìm chế được mà tưởng tượng theo cách nói của hắn. Cảnh tượng kia hình như thật sự hơi kỳ quặc, nàng nghẹn cười, giả bộ giận dữ nói, hừ, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi muốn thử tiểu hòa thượng cũng muốn thử cả ta, cho nên lừa ta đi. Ta nói cho ngươi biết, Phật Châu trên người hòa thượng là bảo bối là chuyện thật, nhưng đừng tưởng bằng mấy chục hạt châu là có thể khống chế ta, ha, đừng vọng tưởng. Ai ai, Bạch Nham liên thanh thở dài, ra vẻ xúc động vô hạn nói, không ngờ qua nhiều năm như thế rồi mà nàng vẫn nghĩ ta xấu xa như vậy. Không phải ta nghĩ vậy, mà do ngươi vốn dĩ đã xấu xa sẵn rồi. Bạch Nham nghe xong lời này cũng không giận, chỉ mang theo ba phần uất ức giải thích, ta chỉ muốn biết tiểu hòa thượng này rốt cuộc là lợi hại đến mức nào thôi. Chúng ta quen biết trăm năm, tu vi của nàng còn cần phải thử sao. Tiểu hòa thượng quả thật có tuệ căn, Mới bằng đó tuổi đã có thể có tu vi như vậy thật sự là trăm năm khó gặp. Đáng tiếc tuổi quá nhỏ, có đạo hạnh nhưng quá mức thành thật, muốn đấu với lão yêu tinh ngàn năm này vẫn còn quá non. Ha ha ha, lời này không sai, nếu không chúng ta giúp hắn một phen nhé. Giúp? Ngươi là đạo sĩ, hắn là hòa thượng, ngươi muốn giúp hắn? Ha ha, cái này thật đáng ngạc nhiên. Cùng là vi đạo, có gì không thể? Bạch Nham nói rất nghiêm túc nhưng chính mình cũng rất muốn cười giả nhân giả nghĩa vừa rồi không biết là ai nói đứng cùng hòa thượng thì không hài hòa sao giờ lại chuẩn bị giảng đạo luận kinh với tiểu hòa thượng kia thế trưởng quầy ly lười nói nhảm với bạch nham khoát tay áo nói giúp hay không giúp tùy ngươi dù sao cũng chẳng liên quan gì đến ta người mau về tiệm đi nói cho tiểu nhị lại mang thêm một bộ quan tài nữa tới lâm phủ đã biết tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ việc kiếm bạc của trường quầy. Bạch Nham dừng chân, nhìn bóng dáng trường quầy ly đi xa, trả lời một câu. Khi bóng dáng của nàng ở phía xa hóa thành một điểm đỏ, khóe miệng Bạch Nham hiện lên chút ý cười, thì thào lầm bẩm nàng đối với chuỗi Phật Châu kia vẫn có chút kiêng kỵ. Không biết bảo bối ở nơi nào, nếu không hôm nào đấy ta cũng mang một chuỗi đến hù dọa nàng. Bạch Nham trở về tiệm, đỗ tiền chào đón kéo hắn lại, hỏi thế nào thế nào. Tiểu hòa thượng kia thế nào? Thế nào cái gì? Không phải là một hòa thượng sao? À nha, ta hỏi, ngươi và trưởng quầy có thử được cái gì không? Phật châu trên người hắn rất lợi hại đúng không? Bạch nham hơi hơi gật đầu, nói quả đúng là bảo bối không tồi, vừa rồi suýt nữa đã đánh cho một con lệ quỷ hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán, lợi hại như vậy sao? Đỗ tuyển hơi kinh ngạc. Đỗ tuyển còn đang sướng sờ, bạch nham nói. Trường Quỳ bảo ngươi đem thêm một bộ quan tài nữa tới Lâm phủ. Biết rồi. Lúc ta về đã bảo thợ ở tổ làm thêm một bộ quan tài. Làm xong vụ làm ăn ở Lâm phủ này, chúng ta có thể hai tháng không cần mở cửa hàng. Ha ha, ngươi đi theo Trường Quỳ ly quá lâu, càng ngày càng tham tiền rồi. đương nhiên, Trường Quỳ nói, mọi người ai cũng tham, đơn giản là tham cái gì thôi. Bạch Nham cười lắc lắc đầu, lên tiếng, đúng vậy con người không phải ai cũng thế sao? bạch nham nhấc chân đi vào nội đường, lại bị đỗ tiền giữ chặt, hỏi lão đạo chuyện lâm phủ chúng ta mặc kệ à? chuyện này hồi phủ nói sau, người đi đưa quan tài trước đi. à, đỗ tiền về nhà thấy trường quầy ly gác chân ngồi trên cầu nhỏ, nhìn mặt nước ngẩn người, khe suối nhỏ trong trạch viện trong suốt thấy đáy, trường quầy ly nhìn bóng mình trong nước đến thất thần, ngay cả đỗ tiền trở về cũng không biết. Trưởng quầy, suy nghĩ cái gì vậy? Lão đạo đâu? Trưởng quầy ly nhìn mặt nước lặng yên không gợn sóng, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, nước quá trong ắt không có cá, không thú vị. Dứt lời đứng dậy, đi về phòng. Nước này, chọc tới cô sao, đỗ tuyển nhìn về phía bóng lưng trưởng quầy ly hô một câu, nghĩ rằng, nhất định là lão đạo kia lại chọc trưởng quầy không vui rồi, cho nên trốn biệt đi đâu mất không dám ló mặt ra. Đỗ tuyển nhìn thoáng qua mặt nước. Hít một cái cũng đâu phải là không có cá. Nếu có cá đại khái đều thành tinh rồi, sao bỗng nhiên lại quan tâm đến cá vậy? Đến giờ cơm chiều, chỉ có đỗ tuyển và trưởng quầy ly. Đỗ tuyển nhịn không được hỏi, trưởng quầy, lão đạo đâu? Trưởng quầy ly dùng chiếc đũa chọc chọc cơm, trả lời đi xem nàng ta rồi. Nàng nào, đỗ tuyển đột nhiên không kịp phản ứng, nghĩ lại mới giật mình nói, nhanh như vậy nàng ta đã sinh ra rồi sao? nhanh gì, chúng ta ở đây đã hơn một tháng rồi. Đỗ tuyển gật gật đầu, thở dài, nói, trường quầy, cô nói xem có phải lão đạo rất cố chấp hay không, rốt cuộc hắn muốn bảo vệ nàng ta tới khi nào nữa. Trường quầy ly cười nhạo một tiếng, nói, bảo vệ tới khi nào ư? À, chỉ sợ là đời đời kiếp kiếp vẫn muốn bảo vệ. Đỗ tuyển nghe xong lời này, ủ rũ nói, à... Vậy chúng ta không phải cũng phải bảo vệ nàng ta đời đời kiếp kiếp sao? Trưởng quầy ly không nói tiếp, cố ăn hai miếng cơm. Trưởng quầy, ta không hiểu, rốt cuộc yêu là cái gì vậy, lão đạo tu hành ngàn năm mà vẫn không nhìn thấu sao. Yêu à, cái thứ đó hại người không ít đâu. Trưởng quầy ly khép mi cười, không nhìn ra là vui hay buồn. Mọi người sẽ yêu sao? Đỗ tuyển giống như một đứa bé quyết truy hỏi kỹ càng đến cùng. Sẽ, con người cả đời sẽ yêu một lần, nhưng có vài người yêu sâu nặng, vài người lại yêu hời hợt có người yêu là nhất thời có người yêu là cả đời nhưng lão đạo có phải yêu quá lâu rồi không trưởng quầy ly lắc đầu nói hắn không phải yêu quá lâu mà là cha tấn chính mình quá lâu vì sao sắc mặt trưởng quầy ly dần dần ảm đạm yên lặng một lát mới nói sao ngươi không tự đi hỏi hắn ý hỏi ta làm gì trưởng quầy ly hạ bát đũa đứng dậy rời đi Đỗ tuyền nhìn trong bát nàng còn lại hơn nửa, thở dài, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bật thốt lên hỏi trưởng quầy có yêu không. Trưởng quầy ly dừng lại, ngoái đầu nhìn lại cười, tiểu tuyền, ta đâu phải là người. Đỗ tuyền ngẩn người, lại nói, vậy cô là cái gì? Trưởng quầy ly đã đi ra ngoài rồi, cũng không đáp lại câu hỏi của đỗ tuyền, chỉ để mình hắn tiếp tục buồn bực. Không lâu sau bạch nham trở lại, còn cầm theo bầu rượu, ơ. Ờ, sao chỉ có một mình ngươi ăn cơm vậy? Trưởng quầy ly đâu? Chưa ăn xong đã về phòng rồi. Bạch Nham gật gật đầu, nói, đến đây, ta mang rượu về này, cùng nhau uống hai chén đi. Đỗ Tuyền chưa từ bỏ ý định, hỏi, lão đạo, người có biết nguyên hình của trường Quầy Ly là gì không? Bạch Nham cười nói, sao đột nhiên ngươi lại hỏi chuyện này? Không phải đột nhiên, lúc nào cũng muốn biết chẳng qua là không hỏi thôi. Vậy thì đừng hỏi. Bạch Nham tự rót cho mình một chén rượu. Đỗ tuyển cướp bình rượu ôm vào trong ngực, nói, lúc ngươi cởi bỏ phong ấn trên người trường quầy ly, nàng sẽ biến trở về nguyên hình đúng không? Lần trước bị các ngươi cố ý đuổi đi, lần này nhất quyết phải nhìn xem. Ha ha ha, Bạch Nham cười lớn lắc đầu, cướp lại bình rượu, nói, ngươi quả thực vẫn là tính tình của một đứa nhóc. Đỗ tuyển hư một tiếng, hắn hận nhất bị nói là đứa nhóc, hắn thành hình người cũng đã vài trăm năm rồi, sao có thể là thằng nhóc được cơ chứ đỗ tuyền giận dỗi bỗng nhiên đứng dậy rời đi bạch nham cất tiếng cười to đứng lên đỗ tuyền lại quay lại ha 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 không phải đang tức giận sao sao lại quay lại đỗ tuyền bĩu môi ngồi xuống nói ngươi còn chưa nói cho ta biết chuyện về lâm phủ chúng ta mặc kệ à trưởng quầy nhà ngươi nói mặc kệ à đỗ tuyền kéo dài âm cuối vẻ mặt thất vọng nói vậy thật không thú vị. Đây là ý của trường quầy nhà ngươi, mất hứng thì tìm nàng mà nói. Ha, lão đạo chết tiệt, ngày thường thích đối nghịch với trường quầy, sao giờ lại nghe lời trường quầy thế? Bạch Nham liếc nhìn đỗ tuyền một cái, khẽ cười nói, ngươi thật sự muốn quản chuyện lâm phủ sao? Chuyện lâm phủ mặc kệ cũng được thôi, nhưng ta muốn biết tiểu hòa thượng kia xảy ra chuyện gì. Hôm nay gặp hắn một lần, ánh mắt hắn nhìn ta hơi quái dị, ta sợ hắn thật sự có thể nhìn ra được cái gì. Hắn có thể nhìn thấu ngươi. Bạch Nham nhíu mày hỏi. Không biết, dù sao ta bị hắn chừng mắt nhìn một cái là cả người đã không thoải mái. Người nói hôm nay hắn diệt tên tiểu quỷ, vậy lấy bản lĩnh của hắn có thể đối phó với bạt không? Bạch Nham lắc đầu nói, mà sao dễ đối phó vậy chứ? Từ cương thi lên đến bạt, qua mấy ngàn năm tu hành mới có thể thành ma, lấy đạo hạnh hơn 10-20 năm của hắn mà có thể ứng phó vậy trên đời này đã không còn yêu ma quỷ quái rồi. Chúng ta giúp hắn à? Người không sợ bị hắn nhìn ra manh mối sao? Vậy nhìn hắn đi chịu chết sao? Chuyện này không đến lượt ta quyết định. Đỗ tuyền nhìn bạch nham, không nhịn được đập cái bàn, cái này không được cái kia không được, người đang lừa ta đấy à? Ha ha, vậy chúng ta đem hòa thượng kia làm tảng đá, thả con tép bắt con tôm, để hắn đi đánh rắn động cỏ trước, chúng ta nhìn tình huống rồi nói sau. Vậy chẳng phải để cho hắn đi chịu chết à? Đỗ Tuyền ủ rũ, thở dài, thầm nghĩ sớm biết rằng lão đạo ngươi không phải người tốt rồi mà. Bạch Nham nhìn Đỗ Tuyền, nhớ tới lời của trưởng quỷ Ly đêm qua, giúp tiểu Tuyền độ kiếp mới là chuyện chính, vì thế nói, yên tâm, có ta ở đây, tiểu hòa thượng kia không chết được đâu. Trường 5, tự dưng gây chuyện. Bạch Nham một mình uống sạch một vò rượu, đến khi uống say chuyên choáng mới lảo đảo đi về phòng. Đi đến cầu nhỏ bỗng nhiên cảm thấy trong bụng khó chịu muốn nôn, cúi người xuống còn chưa kịp nôn ra cái gì, cơ thể đã mất thăng bằng ngã xuống nước. Trưởng quầy ly nghe thấy tiếng vang đi ra nhìn, thấy Bạch Nham nằm dưới nước quẫy đạp lung tung. Ai, lão đạo chết tiệt, thật không để người ta được yên mà. Trưởng quầy ly vừa hùng hùng hổ hù hổ hù hù mắng mỏ, vừa ngồi xổm xuống đưa tay túm lấy cổ áo bạch nham kéo hắn lên bờ này lão đảo người mượn rượu phát điên à trưởng quầy ly thấy hắn còn mơ mơ màng màng đúng là thời cơ tốt để phát giận bắt nạt hắn vì thế nâng tay cho bạch nham một cái tát bạch nham đau quá gào lên a a a sao nàng lại đánh ta biết đau là tỉnh rồi đúng không trưởng quầy ly đứng dậy định đi mới nâng chân lên lại phát hiện bạch nham đang vươn tay giữ làn váy nàng lại nắm rất chặt miệng còn nói nàng là hồ cái à sao mà hung dữ thế rất đau đấy hừ còn không buông tay muốn ăn đòn đúng không trưởng quầy ly kéo kéo váy bạch nham vẫn không buông không chỉ không buông mà cả người hắn còn vịn vào váy nàng bò lên bờ tay ôm lấy cẳng chân trưởng quầy ly đạo sĩ thối tên chết tiệt mau buông tay ra nàng ngồi cùng ta một lát không biết bạch nham mượn rượu giả điên hay mượn rượu làm càn, lại dám bắt đầu đùa giỡn vô lại. Trưởng quầy ly bất đắc dĩ phải ngồi xuống, nhất quyết hất tay Bạch Nham ra, nói, người đủ chưa, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Bạch Nham nằm ngửa mặt lên trời, một chân còn ngâm trong nước, hắn cũng mơ hồ, trong miệng mơ mơ màng màng nói cái gì, nàng rất xinh đẹp, tròn tròn, nhà tuy rằng không giàu có, nhưng có cha mẹ yêu thương, kiếp này nàng sẽ hạnh phúc đúng không? Người hỏi ta, ta hỏi ai? vì sao kiếp nào nàng cũng không hạnh phúc bạch nham nhìn trường quầy ly hỏi lại hơi nghẹn ngào hừ đó là số mệnh của nàng ta là khổ là ngọt là vui hay buồn đều là của nàng ta mắc mớ gì tới ngươi là chính ngươi cố sống cố chết muốn đi nhìn bất hạnh của nàng ta sau đó lại đau lòng khổ sở vì nàng ta kết quả còn lôi kéo ta và tiểu tuyền chịu tội cùng hung dữ nàng không thể nói một câu dễ nghe để an ủi ta sao an ủi ngươi làm cái gì Ngươi ngại mình chưa đủ điên à? Cái gì nên nói, có thể nói, ta đã nói hết rồi. Đúng vậy, là từ ta không nghe thôi. Trưởng Quầy Ly nhìn Bạch Nham, lặng lẽ thở dài, dịu giọng nói, ngươi cứ khăng khăng một mực như thế. Át bị trời phạt. Ừm, Bạch Nham nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Trưởng Quầy Ly lặng lặng nhìn hắn trong chốc lát, chậm rãi đứng dậy rời đi, chưa đi vài bước lại quay đầu nhìn hắn một cái nếu có thể hôn mê bất tỉnh có lẽ cũng không tệ trưởng quầy ly chuẩn bị về phòng đi được vài bước nhìn thấy đỗ tuyền đứng ở hành lang phía xa sao không về phòng mà ngồi đỗ tuyền nhìn bạch nham hỏi trưởng quầy lão đạo làm sao vậy uống rượu mượn rượu làm càn trưởng quầy ly lại liếc một cái đáy lòng trống rỗng nói về phòng đi không cần quan tâm đến hắn à đỗ tuyền lên tiếng trường quầy ly xoay người định đi lại bị đỗ tiền gọi lại trường quầy chuyện lâm phủ chúng ta mặc kệ à trưởng quầy ly nói bây giờ còn chưa phải lúc nhúng tay vào sáng ngày mai người đi hỏi thăm mấy năm gần đây trong thành này có xảy ra chuyện là tương tự không tất cả đều phải hỏi cho rõ ràng vâng sáng sớm hôm sau đỗ tiền ra ngoài hỏi thăm tin tức đến gần giữa trưa mới về tới cửa hàng còn chưa tới cửa hàng xa xa ở đầu đường đã nhìn thấy có rất nhiều người đứng trước cửa tiệm quan tài, không chỉ đứng kín cửa mà còn chiếm hơn nửa con phố. Kỳ lạ, giữa ban ngày, Thái Bình thế này, chẳng lẽ qua một đêm đã chết hơn 10 người. Sao nhiều người muốn mua quan tài như vậy? Tránh ra, nhường đường nhường đường nào, cho qua nào cho qua nào. Đỗ Tiền mất rất nhiều sức mới chen được vào trong, nhìn đám người chen lấn đứng ngoài cửa hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng trong cửa hàng lại trống không. Đỗ tiền túm một tiểu nhị tới hỏi, những người này bị làm sao thế? Ôi, ai biết, sáng sớm đã lục tục vây quanh, nghe nói là tới xem trường quỷ ly nhà chúng ta. Hả, đỗ tiền há hốc miệng, nửa ngày cũng không khép lại được, lại hỏi, xem trường quỷ ly làm gì? Một tiểu nhị khác từ trong nội đường đi ra, va và vào bên người đỗ tuyền, tám chuyện nói tiểu tuyền ca, huynh không nghe nói sao trong thành đều truyền nhau nói rằng trường quầy ly nhà chúng ta là mỹ nhân như thiên tiên, có dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, tư thế tuyệt thế khuynh quốc. Ngừng ngừng ngừng, rốt cuộc là có chuyện gì? Ai, lúc mới gặp trường quầy ly, chúng ta còn không khép nổi miệng, trong mắt cũng sắp rơi ra rồi. Ta thấy, trên đời này thật đúng là không có cô gái nào đẹp hơn trường quầy ly. Đỗ tuyển nâng tay cho tiểu nhị kia một phát, trách mắng, ngươi không muốn ở đây làm nữa à? nói hưu nói vượn. Tiểu nhị ôm đầu, oán giận nói, ta nói bậy lúc nào. Nếu ta nói bậy, sao lại có nhiều người trông mong ở cửa đợi cả nửa ngày chỉ vì muốn nhìn thấy trường quầy ly như vậy chứ? Nhất định là do các ngươi lắm mồm lắm miệng không biết giữ ý để người ta nói lung tung. Dáng vẻ đỗ tiền gian dạy người ta không hề giống một thiếu niên mới mười mấy tuổi. Hai tiểu nhị vội vàng phủ nhận nói, ai ai, chúng ta đâu dám ở bên ngoài nói lung tung nói, bọn họ đều là nghe người khác nói. Hình như là hai ngày trước trường Quầy Ly và sư phụ Bạch Nham đến Lâm Phủ, người qua đường nhìn thấy, từ đó liền truyền nhau. Đỗ tuyển nghĩ lại thấy lời tiểu nhị cũng có lý. Lúc tuyển thợ, trường Quầy Ly đã hạ chú ở trên người bọn họ, những chuyện liên quan đến trường Quầy Ly bọn họ sẽ không hé răng một chữ, lại càng không có ý nghĩ không an phận với nàng. Nhưng tiểu nhị trong tiệm còn dễ ứng phó, còn dân chúng trong thành người này truyền người kia, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Bạch Nham cũng đến, nhìn thấy cảnh này hắn cũng choáng váng, vội hỏi Đỗ Tuyền chuyện gì xảy ra vậy? Đỗ Tuyền thở dài kể lại mọi chuyện cho Bạch Nham. Bạch Nham cười buồn một lúc, mới nói, thôi thôi, cứ để bọn họ đứng đấy, ta thấy hôm nay không nhìn thấy trường quầy ly thì bọn họ sẽ không từ bỏ đâu. Vậy khi nào trường quầy đến? Nàng nói muốn ngủ thêm một lát, ta nghĩ chưa đến giờ mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ thì chưa đến đâu. Cả đám người trong tiệm lẫn ngoài tiệm quả nhiên phải đợi đến giờ mùi mới nhìn thấy bóng dáng trường quầy ly. Mọi người trên đường thấy trường quầy ly đến, đều tự giác ào ào giặt sang hai bên nhường đường, si mê nhìn nàng, thật giống như nhìn thấy thiên tiên hạ phàm. Trường quầy ly cho mày, nhìn nhìn bốn phía, chẳng lẽ đàn ông toàn thành đều đến đây à? Lần này nhìn qua có phần giống hoàng đế xuất hành vào trong tiệm trưởng quầy ly đi thẳng vào nội đường không thèm để ý tới đám người dục dịch ngoài tiệm bạch nham đang uống trà thấy trưởng quầy ly đến cười rộ lên rốt cục cũng đến rồi bên ngoài sao nhiều người thế ai sớm nói nàng hãy khiêm tốn một chút thì nàng không nghe bây giờ thì trêu hoa ghẹo nguyệt rồi đừng có châm chọc trưởng quầy ly vừa rót chén trà còn chưa kịp ngồi xuống uống ngụm nào thì một tiểu nhị đột nhiên lao vào trưởng quầy trường quầy, không tốt. Sao lại hốt ha hốt hoảng vậy? Xảy ra chuyện gì à? Vâng vâng, là bùi thiếu gia dẫn người đến. Còn mang đến không ít lễ vật, ngồi trong tiệm nói là muốn gặp người, tiểu tuyển đang ngăn đón hắn. Bùi thiếu gia nào, bổn tiểu thư không gặp. Ôi ôi, trường quầy ơi, người không biết thôi, bùi đông vũ bùi thiếu gia này là kẻ hung hăng, vô lý nhất cái thành này. Hắn cực kỳ háo sắc, ý vào nhà mình có gia nghiệp lớn, chuyện gì cũng dám làm. Gia nghiệp lớn, lớn bao nhiêu? Trường quầy, bây giờ không phải lúc rảnh rỗi để nói tỉ mỉ, người mau ra ngoài đi. Nếu người không đi, không khéo bùi thiếu ra phá tiệm chúng ta mất. Bạch Nham ngồi bên vô tâm vô phế cười ha hả lại còn châm dầu vào lửa trường quầy ly. Lão đảo, người cứ cười đi, nhưng đừng cười đến lạc giọng, không ai cứu được người đâu. Dứt lời, trường quầy ly nhanh chóng ra khỏi nội đường, đi gặp cái tên bùi thiếu gia kia. Trong điếm, bùi thiếu gia bắt chéo chân, khoan thai ngồi trên ghế, gã sai vặt bên người ra sức quạt cho hắn. Đỗ tuyển đã tức đến mức rậm chân, giận dữ nói, trường quầy nhà ta là người làm ăn đứng đắn, người đừng vội khinh người quá đáng. Tiểu Tuyền, sao lại ăn nói với khách như vậy? Lúc trưởng quầy ly đi ra đã thay đổi một bộ mặt tươi cười, ngần từng tiếng mềm mại chậm khẽ, khiến tất cả mọi người nhìn đến choáng váng. Đỗ Tuyền cố gắng áp chế tức giận, lùi đến bên người trường Quỳ Ly, ghé vào bên tai nàng nói, trường Quỳ Ly, tên không biết sống chết này vọng tưởng lấy cô về làm thiếp. Trường Quỳ Ly cười khẽ, lắc lắc đầu với Đỗ Tuyền, nói nhỏ, nếu hắn không biết sống chết, vậy để hắn chết luôn cũng thế. Đỗ Tuyền nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, lắc đầu như chống bỏi trường Quỳ. Không đợi Đỗ Tuyền nói thêm, trường Quỳ Ly đã đi tới trước mặt bùi đông vũ lúc bùi đông vũ thấy trưởng quầy ly đến đã không ngồi yên nổi rồi hắn vội đứng lên sững sờ nhìn chằm chằm trưởng quầy ly hơn nửa ngày cũng chưa hoàn hồn bùi thiếu ra lần này đến tiểu quán là muốn mua quan tài sao không biết là cho ai dùng trưởng quầy ly mỉm cười hỏi trưởng quầy ly khi không cười đã kiều diễm thoát tục mà giờ phút này cười lên quả thật là thiên kiều bá mị hồn bùi đông vũ toàn bộ đã bị trưởng quầy ly câu đi rồi sững sốt một hồi lâu Bùi Đông Vũ mới thở nổi, tiến lên phía trước hai bước, áp sát vào Trường Quỷ Ly, cười nói: Trường Quỷ Ly quả nhiên là xinh đẹp vô song, dung mạo này cho dù là tiên tử giao trì cũng không bằng một phần vạn." Trưởng Quỷ Ly khẽ cười nói: "Thì ra Bùi thiếu gia đã từng gặp tiên tử giao trì." Những người khác nghe thấy Trưởng Quỷ Ly châm chọc Bùi Đông Vũ cũng muốn cười, nhưng e ngại thế lực Bùi gia quá lớn không dám đắc tội, chỉ có thể nghẹn không dám cười ra tiếng. Bùi Đông Vũ lại như thể nghe thấy trường quầy ly khen hắn, chẳng những không ngại, còn rất vui vẻ, nói cái miệng nhỏ nhắn của trường quầy ly thật là lợi hại, bổn thiếu ra thích. Hôm nay vì trường quầy ly chuẩn bị chút lễ mọn, xin trường quầy ly nhận lấy. Ngày mai, ta sẽ cho bà mối đến quý phủ cầu hôn, trường quầy ly muốn xính lễ gì cứ việc nói, dù là sao trên trời, chân châu dưới long cung, bổn thiếu ra đều có thể cho đưa tới cho nàng. Trường quầy ly không khỏi buồn cười, người này thật đúng là biết khoe khoang ta nghĩ có phải bùi thiếu gia hiểu lầm cái gì rồi không tiểu nữ không thể gả cho ngài vì sao không thể bùi đông vũ nói chẳng lẽ nàng thật sự đã gả cho người khác rồi sao gả cho người khác cũng không sao bảo hắn bỏ vợ ta lại lấy cũng được nói đơn giản nhỉ bùi gia rốt cuộc có lai lịch gì mà có thể khiến bùi đông vũ nói những lời nhảm nhí này một cách hiển nhiên như vậy Bùi Đông Vũ nói xong liền cầm lấy tay trưởng Quầy Ly. Trưởng Quầy Ly trong lòng giận dữ, suýt chút nữa đã phát tác, đúng lúc đó có một người từ trong nội đường đi ra, nói, xin Bùi Công Tử buông nương tử ta ra. chương 6, con người thật và biểu hiện giả dối. Từ xưa đến nay, có lẽ chưa có tiệm quan tài nhà ai náo nhiệt như tiệm quan tài phố Tây. Ngoài cửa tiệm một đám dân chúng không rõ chân tướng vây quanh, trong tiệm Bùi Công Tử mang theo vài tên người hầu đứng chật ních cả phòng. Trước mắt bao người, bùi công tử động tay động chân với trường quầy ly quả là vũ nhục rất lớn. Dân chúng bên ngoài khó nhịn tức giận, tinh thần quần chúng sôi trào, đỗ tuyền và đám tiểu nhị suýt chút nữa định xông lên đánh người. Đột nhiên, nghe được một câu từ trong nội đường, xin bùi công tử buông nương từ ta ra. Mọi người kinh ngạc nhìn về nơi tiếng nói phát ra, lại thấy một chàng trai đứng trong tiệm. Sau này mọi người tám chuyện say xưa, đều hình dung chàng trai kia như thế này. Chàng trai mặc cẩm y xanh tím than, viền ống tay áo và cổ áo bằng tơ vàng, đai ngọc bên hông treo một khối huyết ngọc to cỡ bàn tay, hai tay chắp phía sau. Cái gì gọi là phong thần tuấn lãng, cái gì gọi là phong lưu tiêu sái, cái gì gọi là ngọc thụ lâm phong, cái gì gọi là siêu phàm thoát tục, nhìn hắn là hiểu. Chỉ đứng thôi đã khiến người ta cảm thấy như thần tiên. Đứng cùng trường quầy ly thì chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, quả là một đôi người ngọc. So với hắn, Bùi công tử chẳng khác gì một con chó trụi lông, đồ vô liêm sỉ, đeo vàng đội bạc, người gặp người ghét. Khi bùi đông vũ sững sờ, chàng trai dịu dàng hất ma trào của bùi đông vũ ra nắm lấy tay trưởng quầy ly, nhẹ nhàng hỏi du dao có sao không. Trưởng quầy ly trừng mắt nhìn chàng trai kia rồi chợt mỉm cười gật đầu, bộ dáng thẹn thùng như tân nương, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng ái mộ. Người 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 người, bùi đông vũ chỉ vào chàng trai ngươi cả nửa ngày, cuối cùng mới nói ra được một câu hoàn chỉnh, ngươi là phu quân của trưởng Quầy Ly. Đúng vậy, chàng trai nhìn Bùi Đông Vũ, lạnh lùng nói, dù sao là thê tử của ta, Bùi Công Tử chớ có suy nghĩ không an phận. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ vợ, ngươi cũng tuyệt đối không thể lấy được nàng. Ngươi ngươi ngươi, ngươi thật to gan, ngươi có biết Bùi Đông Vũ ta ai không? Những gì bổn thiếu gia thích chưa bao giờ không đoạt được, người cũng vậy bùi đông vũ còn la hét om sòm chàng trai nâng tay cầm trong tay một khối bạch ngọc sáng lấp lánh nhẹ giọng nói với bùi đông vũ đây là cầm thạch đương kim thánh thượng ban thường nếu ngươi thực sự không phục thì cứ đến chỗ hoàng thượng mà xin tứ hôn đỗ tuyền tiễn khách không đợi bùi đông vũ phản ứng lại chàng trai đã nắm tay trường quầy ly đi vào nội đường bùi đông vũ còn đang không thể tin đứng hóa đá hắn tận mắt nhìn thấy khối bạch ngọc kia quả thật có khắc long đằng là khối bạch ngọc hoàng thượng cực kỳ yêu thích sao có thể làm sao có thể mới đi vào nội đường trưởng quầy ly đột nhiên hất tay chàng trai kia ra quát lớn nói đạo sĩ thối ai cho ngươi xen vào việc của người khác bạch nham cười khổ nói ta giúp nàng giải vây hóa ra lại là lỗi của ta sao mèo khóc chuột trưởng quầy ly uống một ngụm nước lớn nói rốt cuộc ngươi có ý gì đơn thuần muốn giúp nàng thôi thế cũng không được sao Bạch Nham ngồi xuống bên cạnh trường quầy ly. Chàng trai Tuấn Lãng mới vừa rồi lại biến trở về thành lão đạo sĩ mặc đạo phục xanh xám Bạch Nham. Hừ, không phải ngươi thích bộ dáng vừa già vừa xấu này sao? Tội gì phải bày ra lắm trò như vậy? Dù sao mệnh bùi đông vũ cũng không dài, chẳng lẽ ta sẽ tức giận vì một tên không bằng heo chó như vậy sao? Vốn khắp cai quyết, niệm chú là có thể giải quyết mọi chuyện, ngươi lại nhảy ra quấy rối. Bây giờ thì toàn thành đều biết ta còn có một vị phu quân từ trên trời rơi xuống, thật phiền toái. Phu quân, mệt ngươi nghĩ ra được, nếu về sau có người điều tra, ngươi định tiếp tục chơi trò người sống thay đổi sao? Trưởng quầy ly mắng Bạch Nham té tát, rồi không biết bỗng nhiên nghĩ tới cái gì liền ngậm miệng không nói nữa. Bạch Nham vẫn cười đến vô tâm, nói ta mà dùng bộ dáng này đi ra ngoài thì có ích lợi gì? ai sẽ tin tưởng một tiểu mỹ nhân thiên tư quốc sắc như nàng lại gả cho một tên đạo sĩ thối. Nhưng như ta vừa rồi rất tốt, nếu nàng lo lắng bị lộ, ta có thể thường xuyên hiện thân, cùng nàng giả làm một đôi vợ chồng ân ái. Về phần gia cảnh thân thế linh tinh, ta sẽ có biện pháp giải quyết. Trưởng quầy ly cắn môi hung ác lườm bạch nham, hắn giật mình phát hiện lúc này đây sợ là đã chọc giận nàng thật rồi, vì thế lập tức thay đổi chủ đề, nói, vừa rồi nàng có phát hiện trên người bùi đông vũ kia có mùi cổ mục không? Sợ là đã sớm bị hút tinh hồn, trên người dính, nước quỷ thi, mà vẫn hồn nhiên không biết. Trưởng quầy ly đứng lên, nói, chuyện này ta mặc kệ. Dứt lời, bóng hình chợt lóe lên hóa thành một chùm ánh sáng nhạt biến mất tăm. Đỗ tuyển thấy trưởng quầy ly đi rồi, mới dám vào phòng, thở dài nói, lão đạo, trưởng quầy giận thật rồi. Ừ, ta biết, người biết còn chọc nàng tức giận. Bạch Nham nhún nhún vai, không trả lời. Lão đảo, bộ dạng vừa rồi của ngươi đẹp hơn. Đỗ Tuyền nhìn Bạch Nham từ trên xuống dưới rất lâu, bấm đầu ngón tay tính, nói, lão đảo, lần trước nhìn thấy bộ dáng kia là chuyện từ năm 60 năm trước rồi nhỉ. Rốt cuộc đâu mới là hình dáng thật sự của ngươi vậy? Như bây giờ hay là như vừa rồi vậy? Lão đạo lão đạo, ngươi không phải người đúng không? Bán tiên à? Bạch Nham uống trà, cười cười, đáp, ngươi quản ta nhiều như vậy làm gì? Ngươi nói cho ta biết đi. Bạch Nham bất đắc dĩ cười khổ, chuyển đề tài, hỏi, đúng rồi, sáng sớm hôm nay ngươi không ở trong cửa hàng mà đi đâu vậy? À, trưởng quầy ly muốn ta ra ngoài hỏi thăm chút chuyện. Nghe được gì rồi hả? Đương nhiên. Về thôi, nói cho trưởng quầy ly biết những gì ngươi nghe được. Bạch Nham đứng dậy kéo đỗ tuyển đi. Bạch Nham kéo Đỗ Tuyền về nhà, trưởng quầy ly lại ngồi trên cầu ngẩn người. Đỗ Tuyền sán tới bên tai Bạch Nham nói nhỏ, hôm qua trưởng quầy cũng ngồi ngẩn người như vậy. Bạch Nham đi qua, ngồi xuống bên người trưởng quầy ly, nói với Đỗ Tuyền, tiểu Tuyền đến đây, ngồi bên này này, ngồi xuống nói. Hả, à, Đỗ Tuyền ngồi xuống cạnh Bạch Nham, nói, ta đã hỏi thăm được, gần 20 năm qua trong thành chưa từng xảy ra chuyện giống như lâm gia. Người chết là chuyện thường, chẳng qua đa số đều là chết già chết bệnh, số ít là đánh nhau, cũng có vài vụ đột tử, không có gì kỳ lạ. Ngay cả nhà môn ta cũng đến một chuyến, lén giờ cả sổ ghi chép nhưng không phát hiện có gì đặc biệt. Tức là không tra ra được gì. Cũng không hẳn, chỉ có một việc hơi kỳ lạ, tiểu thiếu gia Lâm gia là người đầu tiên đột nhiên nhiễm bệnh chết. Ta đi tìm hiểu thì thấy hơn 10 năm qua ước chừng có mười mấy đứa bé khoảng 7, 8 tuổi bỗng nhiên nhiễm bệnh mà chết đám trẻ con đó ở các gia đình khác nhau, có thể nói là vốn không có chút quan hệ nào. Người nói trọng điểm đi, trưởng quầy ly hơi mất kiên nhẫn. Trong người mấy đứa bé có ba bé trai giống tiểu thiếu gia lâm gia, 8 tuổi bỗng nhiên nhiễm bệnh, không đến hai ngày là chết. Mà trọng điểm là, bốn đứa bé trai này đều sinh ra trong Tết Trung Nguyên. Tết Trung Nguyên, dằm tháng 7 âm lịch, theo tục xưa, vào ngày này phải đốt quần áo giấy, cúng tế người thân đã mất. Bạch Nham vuốt vuốt tròm dâu, trầm ngâm nói Tết Trung Nguyên. Bốn đứa bé trai thể chất thiên về âm hàn, khó trách bị quỷ quái nhòm ngó. Ngoại trừ đứa bé nhà lâm ra, ba đứa kia thì sao? Đều đã hạ táng, đỗ tuyển đáp, lúc trước cũng không có ai phát hiện ra người chết rồi mà xác không thối giữa. Trưởng Quầy Ly nói, hôm nay đến lâm phủ cướp thi thể tiểu thiếu ra cũng là cương thi, mà hại chết lâm lão ra và lâm thiếu ra cũng là cương thi, hai chuyện này có quan hệ hay chỉ là trùng hợp. Bạch Nham mày dẫm nhíu chặt nói, không thể nào. Dù là người hay là yêu ma đều có phạm vi hoạt động và phạm vi thế lực cố định của mình. Loại ma giống như bạt tuyệt đối sẽ không để hai ba tiểu quỷ làm loạn trên chính địa bàn của mình. Đỗ Tuyền hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Nham nghĩ nghĩ, nói, Lâm Phủ có tiểu hòa thượng tổng tố kia trông nom, lấy công lực của hắn đối phó với đám tiểu quỷ vẫn dư sức chúng ta theo dõi bùi đông vũ tinh hồn của hắn đã bị hút gần hết rồi ta nghĩ cương thi có thể sẽ tìm đến hắn loại người đó bị hút khô cũng đáng trưởng quầy ly vừa nói vừa đứng dậy nói các ngươi thích chơi thì cứ chơi đi nàng mặc kệ thật sao bạch nham hỏi mặc kệ trưởng quầy ly lười biếng đáp một câu đợi trưởng quầy ly đi xa đỗ tuyền mới hỏi trưởng quầy ly nói mặc kệ làm sao bây giờ Bạch Nham nhún nhún vai cười nói, nếu nàng thực sự mặc kệ thì sẽ không bảo ngươi đi thăm dò, vừa rồi cũng sẽ không im lặng ngồi nghe ngươi nói. Cũng đúng, Đỗ Tuyền lúc này mới lộ ra biểu tình chợt hiểu. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi âm thầm theo dõi bùi đông vũ, mặt khác hỏi thăm xem hắn hay qua lại với những ai, có quan hệ cá nhân với lâm thiếu gia hay không, nói không chừng chúng ta có thể tìm được chút manh mối về cương thi. Vậy còn ngươi, ta muốn đến gặp tiểu sư phụ tòng tố. Bạch Nham nói, mặt khác ngươi nhắn trưởng quầy ly một tiếng hộ ta, chuyện buổi chiều hôm nay ta sẽ xử lý tốt. Chính ngươi nói cho nàng là được rồi, sao còn cần ta truyền lời. Ha ha, ngươi không thấy trưởng quầy nhà ngươi đang giận ta sao? Nếu nói thẳng trước mặt nàng thì thế nào cũng ăn mắng. Đỗ tuyển đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, nói, gần như ngày nào trưởng quầy cũng giận ngươi mà, ngươi cũng luôn luôn không sợ mắng, ta đã quen rồi, ngươi còn có cái gì phải sợ tiểu tử ngươi bắt đầu biết chiêu chọc ta rồi đấy. Bạch Nham cười mắng một câu. Đến giờ cơm chiều, lại chỉ có Đỗ Tuyền và trưởng Quầy Ly. Trưởng Quầy Ly không thấy Bạch Nham xuất hiện hơi hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Đỗ Tuyền nói, lão đạo nói muốn đi gặp tiểu hòa thượng kia. Đừng quan tâm đến hắn. Bên kia Bạch Nham bụng đói meo chưa được ăn cơm đã phải lết đến lâm phủ. Đi được nửa đường lại cảm thấy có chút chán nản, vì sao hắn phải trốn giống như đỗ tuyền đã nói hắn sợ bị ai đó mắng thật sao hoặc là sợ nàng thật sự tức giận ai ai thôi thôi ban đêm lâm phủ tỏa ra một luồng khí thê lạnh âm trầm tòa nhà to như vậy mà xưa đâu bằng nay phồn vinh ngày xưa đều đã hóa thành bụi trần khi bạch nham đến thì ngay cả người gác cổng cũng đã bỏ đi rồi hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài quả là tan đàn xẻ nghé bạch nham tự đi vào cửa đến đại đường ba chiếc quan tài đặt lần lượt chỉ có một mình Tổng Tố khoanh chân ngồi niệm kinh trước Linh Cửu, nghe thấy tiếng bước chân Bạch Nham hắn cũng không để ý. Bạch Nham thắp nén hương cho ba người già trẻ lâm ra rồi im lặng ngồi một bên, đợi cho Tổng Tố niệm kinh văn xong. Lúc Tổng Tố đứng dậy mới phát hiện người tới là một đạo sĩ. Bạch Nham hai tay tạo thành chữ thập, nói, xin chào tiểu sư phụ Tổng Tố, lão đạo là Bạch Nham. Tổng Tố hồi lễ, nói, trễ như vậy rồi đạo trưởng còn đến đây là có chuyện gì sao? Lâm phu nhân yêu thương quá độ đang nghỉ ngơi ở trong phòng, hiện tại không tiện quấy giày, hạ nhân quý phủ này gần như đã bỏ đi hết, thật sự không còn ai có thể tiếp đón đạo trưởng. Bạch Nham cười nói, không phải vẫn còn tiểu sư phụ sao? Đạo trưởng tới tìm ta sao? Đúng, Bạch Nham gật đầu nói, ta nghe trưởng quầy ly nói về chuyện xảy ra lúc ban ngày, nên cố ý đến đón tiểu sư phụ. Tiểu tăng chỉ làm hết khả năng thôi. Tổng tố nghe Bạch Nham nhắc đến trường Quỳ Ly, trong lòng cảm thấy vướng mắc không rõ là cảm giác gì. Thật không dám đấu giếm, lão đạo đã từng tới lâm phủ, thấy quý phủ có chút khác thường nhưng lại không rõ là chuyện gì xảy ra. Bây giờ tới là muốn xin tiểu sư phụ chỉ dạy. Tổng tố lặng lẽ đánh giá Bạch Nham, cảm thấy người này khí thức ổn định, thần sắc thư thái chắc chắn không phải hạng thuật sĩ giang hồ đơn giản, nhưng tổng tố hoàn toàn không thể nhìn ra năng lực thật của hắn, thật khó phán đoán lão gia, thiếu gia, tiểu thiếu gia lâm phủ, ba người chết oan chết uổng, hơn nữa không rõ nguyên nhân, tiểu tăng cũng khó đưa ra bình luận. Tiểu quỷ hôm qua cũng không phải là thủ phạm, nếu muốn biết ngọn nguồn sự tình chỉ có thể đợi. Đợi. Đúng vậy, đợi, ôm cây đợi thỏ. chương 7, ứng chiến với ba phi thi. Lúc trăng đến đỉnh, đỗ tiền sốt ruột chạy tới gõ cửa phòng trường quầy ly, trường quầy, trường quầy. Trường Quầy Ly đi ra mở cửa, không cần hỏi cũng không cần đỗ tuyển giải thích đã nói, yêu khí nặng như vậy ta đã sớm phát hiện, người gấp cái gì? Trường Quầy, yêu khí này là từ phía Lâm Phủ, lão đạo còn chưa về, chúng ta đi xem đi. Sợ cái gì, lấy đạo hành của hắn, đánh không lại thì vẫn trốn được. Đạo hành của ngươi còn thấp, đi cũng không giúp được gì. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Trường Quầy Ly hiểu rõ, đã ba mươi năm rồi nàng chưa từng thấy yêu khí dày đặc như vậy, sợ không phải ma cũng chẳng kém là bao. Ai nha, trưởng quầy, chúng ta vẫn nên đi xem đi. Đỗ tuyển kéo trưởng quầy ly, khắp cái quyết lập tức đã đến lâm phủ. Lúc này lâm phủ như quỷ vực, bầu trời như bị một tấm vải đen che kín không nhìn thấy rõ bất cứ cái gì. Màn xương dày mờ mờ ảo ảo, trong không khí tỏa ra mùi thối nát tanh hôi. Đỗ tuyển đột nhiên dùng mình, nuốt nước miếng một cái, nói trường quầy, ta cảm thấy lạnh quá. Trường quầy ly lặng lẽ niệm chú vẽ một lá bùa trong lòng bàn tay đỗ tuyền, nói, đạo hạnh ngươi không đủ còn muốn đến, giờ thấy khó chịu chưa? Trường quầy ly vẽ xong bùa, đỗ tuyền mới cảm thấy có thể thở ra một hơi, vừa rồi hắn cảm thấy khó chịu lồng ngực như bị cả quả núi đè lên, cả người lạnh lẽo. Đỗ tuyền ngẩng đầu nhìn trời, hỏi, trường quầy, rốt cuộc nơi này có bao nhiêu yêu ma quỷ quái? đông nghìn nhịt thế kia. Không biết, đại khái khoảng 7-8 con, bên trong ít nhất có 3 phi thi. Bằng một mình lão đạo không thể đồng thời thu phục cả ba phi thi, huống chi còn có bạt. Bạt, thật sự là bạt thành ma sao? Trưởng quầy ly gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Vậy chúng ta mau chóng vào xem thôi. Khi trưởng quầy ly và đỗ tiền tìm được bạch nham, Hắn đang tránh ở góc tường nhìn một mình tòng tố đứng trong sân cùng với một đám không biết là cái gì đánh nhau ác liệt. Lão đạo, người trốn ở chỗ này làm gì? Đỗ tuyển vỗ vỗ vai Bạch Nham. Bạch Nham nhìn chằm chằm hỗn chiến quang ảnh đan xen vào nhau giữa sân, nói, xem diễn, ta vốn tưởng rằng tiểu hòa thượng này có pháp bảo quý, còn có chút đạo hạnh trời cho, không ngờ hắn còn có năng lực khác. Đỗ tuyển chỉ có thể nhìn thấy tòng tố bị từng đám khí đen vây quanh, nhưng không thấy rõ kết quả, liền hỏi, lão đạo ngươi có thể nói rõ ràng chút được không? Chỉ châu của tòng tố chỉ dùng để đối địch, mà Quải Châu lại dùng để hộ thân khiến mấy phi thi kia không thể nhập vào người hắn. Vừa rồi ta thấy hắn dùng một cái bát vàng nhỏ bắt một phi thi, Bạch Nham mỉm cười nói, không đơn giản, có thể trong tình huống hỗn loạn như vậy mà thu phục một phi thi, thật không đơn giản. Hơn nữa đối mặt với đám yêu quỷ đông đúc mạnh hơn mình mà hắn vẫn có thể bình tĩnh ứng chiến, có lẽ hắn bắt quỷ cũng lâu năm rồi. Trưởng quầy ly thêm một câu, lại hỏi, bạt đâu? Đi tìm thi thể tiểu thiếu ra rồi vậy sao ngươi còn ở đây nhàn nhã xem diễn đỗ tuyền nôn nóng bạch nham giữ chặt đỗ tuyền sợ hắn đi tìm bạt nói ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ bạt không phải thứ ngươi có thể ứng phó huống hồ ta đã đánh dấu trên xác tiểu thiếu gia tốt nhất là cứ để bạt mang đi trực tiếp dẫn chúng ta đến ổ của nó trưởng quầy ly nghe bạch nham nói như vậy lập tức nhíu mày hỏi ngươi muốn làm gì hàng yêu phục ma bạch nham thoải mái trả lời không kiên nhẫn rồi hả trưởng quầy ly không khách khí châm chọc bạch nham mỉm cười không để ý tới trưởng quầy ly nói với đỗ tuyền tiểu tuyền người đi trước chuẩn bị một số bùa hộ thân thêm một chiếc xe ngựa đón người lâm ra ra khỏi thành hả ra khỏi thành đi đâu lúc đó ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi đi trước đi à đỗ tuyền nhìn trưởng quầy ly thấy nàng không phản đối liền lên tiếng rời đi đỗ tuyền mới đi một tiếng rít gào chói tai khủng khiếp vang lên thật lâu mà vẫn vang vọng. Tổng tố không bị tiếng thét này làm phân tâm, tiếp tục khổ chiến. Trưởng quầy ly nghe được cảm thấy trong lòng sợ hãi, hỏi sao lại thế này. Bạch Nham cười nói, ta hạ chú trên người tiểu thiếu gia, sợ là có cái gì đó muốn nhập vào xác tiểu thiếu gia, bị ấn chú của ta thiêu hủy hơn một nửa nội nguyên rồi. Người thật nham hiểm. Bạch Nham không cười nữa, nói, giờ ta đi giúp tổng tố thu yêu, nếu nàng không ngại thì đi chăm sóc bùi đông vũ đi, hắn là đồ ăn rất ngon miệng đấy. Trưởng quầy ly lườm bạch nham một cái, nói cái tên phá của kia chết cũng đáng. Dứt lời liền rời đi, bạch nham hiểu trưởng quầy ly từ xưa đến nay nói năng chua ngoa nhưng lại mềm lòng. Có nàng, mạng nhỏ của bùi đông vũ xem như được bảo vệ rồi. Chỉ sợ bùi đông vũ không biết quý trọng lại chọc vào vảy ngược của trường quầy ly, vậy là do hắn tự tìm đường chết thôi. Tổng tố đang cùng mấy phi thi kia đánh túi bụi, cuộc chiến kéo dài như vậy, hắn lấy sức một người đấu pháp với ba phi thi đạo hạnh mấy trăm năm, giờ mới dần dần rơi vào thế hạ phong thật sự là rất giỏi. Bạch Nham thấy thời cơ đã tới, đứng dậy đếm phù chú, gia nhập cuộc chiến. Mấy tờ phù chú của Bạch Nham không làm ảnh hưởng đến phi thi là mấy, chỉ khiến chúng nó rối loạn vị trí. Phi thi tu hành mấy trăm năm cũng không dễ ứng phó. Lúc này có một con đã phi thân đánh về phía Bạch Nham, hai con khác vẫn đang dây dưa tòng tố không tha. Như Bạch Nham dự kiến, nó vẫn không thèm để mắt đến một lão đạo thối như hắn. khinh địch là trí mạng nhất, cũng khó trách, nếu hắn không thâm tàng bất lộ sao có thể lừa gạt thần Phật đầy trời và rất nhiều yêu ma chứ. Đợi phi thi đến gần, Bạch Nham rút kiếm cự khuyết, chỉ thấy một vệt sáng trắng xẹt qua, bình tĩnh như gió lại sắc bén như sấm. Phi thi kia thậm chí chưa thấy rõ vũ khí của Bạch Nham đã hóa thành bụi tan vào không trung. Thâm tàng bất lộ, giấu nghề, giấu tài, không để lộ tài năng. Bạch Nham khẽ thở dài, đã bao lâu rồi hắn không dùng đến thanh kiếm này. Hôm nay xem ra bảo kiếm vẫn sắc bén như xưa, cất lâu thật là đáng tiếc. Chẳng qua, sao phi thi có thể dễ dàng gặp đối thủ như vậy. Tổng tố mệt mỏi ứng chiến, không kịp nhận ra Bạch Nham đã diệt một phi thi. Khi hắn hiểu ra thì Bạch Nham đã dùng chú định thân khóa chặt hai phi thi dây dư hắn. Tuy rằng chỉ có một lát, nhưng cũng đã cho hắn cơ hội tuyệt hảo để thu yêu. Khi Tòng Tố dùng bát vàng đánh về phía một phi thi, Bạch Nham lấy bát bảo hồ lô của hắn ra thu một phi thi khác. Việc lớn đã xong, mây đen dần dần tan đi, trời đêm có sao sáng, Tòng Tố mệt ngã ngồi trên mặt đất thở phào một hơi, bỗng nhiên dường như nghĩ tới cái gì nhảy dựng lên. Hành động này khiến Bạch Nham hoảng sợ, tưởng hắn nhìn ra năng lực của mình. Đạo trưởng nữ thí chủ lâm ra sao rồi? Vừa nãy ta nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương. Chẳng lẽ là... Bạch Nham âm thầm thở phào, nói yên tâm đi, tuy rằng đạo hành ta không bằng tiểu sư phụ, nhưng là bản lĩnh hộ mệnh vẫn có. Vừa rồi ta đã vẽ bùa chú cho lâm phu nhân và lâm thiếu phu nhân, phi thi không thể dễ dàng tới gần bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chắc là cái gì chạm vào phù chú của ta bị thương. Chúng ta mau đi xem sao. Tổng tố vội vàng kéo Bạch Nham đi xem hai người phụ nữ lâm ra. Ngoài phòng lâm phu nhân được Bạch Nham dán một đạo phù, cửa sổ cũng không bị hỏng, nhưng ngoài cửa có một đám bụi, không biết là tiểu quỷ nào không biết tự lượng sức mình như vậy. Thấy nhiều phù chú như vậy lại còn không biết đường mà lui, xông vào đây chẳng khác gì tự tìm đường chết. Tổng tố nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa mà vào. Thấy lâm phu nhân ngồi trên ghế thái sư mặt đầy nước mắt, trong ánh mắt lóe ra sự sợ hãi kinh hoàng. Mà lâm thiếu phu nhân vẫn hôn mê nằm trên giường nhỏ, không hề hay biết những chuyện đã xảy ra. Lúc trước lâm thiếu phu nhân vẫn ôm chặt thi thể con trai không buông, khiến người ta không biết nên làm thế nào. Vì thế bạch nham cho lâm phu nhân một liều thuốc an thần, lâm thiếu phu nhân uống xong liền hôn mê. Nữ thí chủ đừng lo lắng, mấy yêu quỷ kia đã bị ta và đạo trưởng thu phục, các vị không còn nguy hiểm tổng tố nói, chẳng qua vì an toàn tiếp theo ta còn cần đạo trưởng hỗ trợ đưa hai vị phu nhân ra khỏi thành. Bạch Nham gật đầu đáp, không thành vấn đề. Rồi sau đó Bạch Nham giả vờ rời khỏi Lâm Phủ đi tìm xe ngựa mang hai vị Lâm Phu Nhân rời đi. Thật ra hắn niệm chú ẩn thân tránh ở một bên nhìn tòng tố và mình đặt thi thể Lâm Tiểu Thiếu ra không quan tài, niệm a di đà Phật. Bạch Nham và Tòng Tố liên thủ một hơi tiêu diệt bốn phi thi thật sự là một chuyện lớn. Bốn phi thi đồng thời xuất hiện ở cùng một nơi đã là chuyện vô cùng hiếm thấy, mà cùng bị giết lại càng ghê gớm. Trong tộc yêu ma, dù là phi thi hay loại quỷ khác, từ nguyên hình dựa vào tư chất muốn tu thành hình người phải mất 2-300 năm. Mà cương thi và những thứ không hồn phách, cần 4-500 năm mới có thể tu thành phi thi tự do hành động ở nhân gian, không sợ người, không sợ ánh sáng, có đạo hạnh như vậy quả thật rất khó khăn. Từ phi thi tu luyện thành bạt cần hấp thu vô số tinh hồn, thời gian tu luyện chậm thì 7-800 năm, chỉ khi tu luyện thành bạt mới có thể hóa thành hình người, pháp lực mạnh mẽ trên có thể giết rồng hải trời dưới có thể dẫn độ ôn thần, thực sự nhập ma. Một mình tòng tố không thể giết cả bốn phi thi, giờ phút này hắn đã tiêu hao quá nhiều sức, vô cùng mệt mỏi, mà Bạch Nham phải dùng chút tính toán mới có thể dễ dàng xong việc. Nếu đối địch chính diện, hắn cũng không dễ dàng tiêu diệt bốn phi thi như vậy. Bạch Nham thở dài, đối thủ thật sự của bọn họ là bạt, mà ngàn năm, nói dễ hơn làm. Chuyện tới nước này, Hắn không thể không suy xét đồng ý với việc cởi bỏ phong ấn thứ bảy trên người trường Quầy Ly. Chẳng bao lâu sau, đỗ tuyển đánh xe ngựa tới Lâm Phủ, Bạch Nham mang theo hai vị phụ nhân Lâm ra vội vàng ra khỏi thành. Mặt khác, trường Quầy Ly hóa thành một con chim tức tìm đến Bùi Đông Vũ. trưởng Quầy Ly mặc dù bị Bạch Nham phong ấn hơn một nửa pháp lực, nhưng muốn tìm một người phàm vẫn là chuyện nhỏ. Bùi Đông Vũ ban ngày dẫm vào cái đinh Bạch Nham lúc này đang ở nơi ong bướm uống rượu tìm vui. Bên cạnh ngồi một đám hồ bằng cầu hiểu, vừa không ngừng kính rượu bùi đông vũ, vừa nghe hắn chửi rùa. Ai, thật đúng là ngạc nhiên, tướng công trưởng quầy ly rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có thể khiến cho bùi đại thiếu gia của chúng ta uống rượu sinh hờn dỗi vậy. Không biết, ngay cả người này họ gì tên gì chúng ta cũng không biết. Ta nghe nói lúc ấy tướng công trưởng quầy ly đưa ra một khối ngọc bài, dường như rất lợi hại bùi thiếu gia, rốt cuộc đó là loại ngọc bài gì? Ngay cả ngài cũng không để đụng vào hắn. Trưởng quầy ly ngồi trên mái hiên cười lạnh một tiếng, nghĩ rằng nàng ghét nhất là nhìn thấy khối ngọc bài kia, không ngờ nó lại có tác dụng. chương 8, nấu chín con vịt. Trong căn phòng rộng rãi, bùi đông vũ mang theo bảy phần giận ba phần hận lạnh giọng quát lớn nói, bùi đông vũ ta khi nào thì sợ người khác hả? Các người đang châm chọc ta sao? người kia ta không động vào được nhưng các ngươi à à bùi đại thiếu gia đừng tức giận chúng ta nào dám trêu đùi ngài chẳng qua là thấy kỳ lạ là sao bỗng dưng lại nhảy ra một tên như thế thôi ta cũng đang muốn biết đây ngay cả bùi thiếu gia cũng không biết hắn là ai sao bùi đông vỗ trầm ngâm một lát uống xong ba chén rượu mới nói ta không biết nhưng đã nghe cậu nhắc tới kim tướng ra mọi người ồ lên phụ thân Bùi Đông Vũ chính là Trấn An Sứ, là quan hàm cao nhất tại nơi này, cũng là người có thế lực lớn nhất. Mà cậu của Bùi Đông Vũ là tể tướng Đương Triều, dưới một người trên vạn người. Nếu không có bối cảnh ra thế như vậy, sao Bùi Đông Vũ lại dám hoành hành đầu đường, muốn làm gì thì làm như vậy? Mọi người vừa nghe Kim Tướng ra đã từng nhắc tới tướng công trường quỷ Ly, đột nhiên hoa mắt choáng váng. Theo lời đồn đãi trường quỷ Ly là tiểu thiếp nhà giàu ở Kinh Thành, còn nói là nàng trốn tới nơi này, còn nói nàng là tình nhân của một kẻ vô cùng giàu có, vậy rốt cuộc đâu mới là thật. Bùi Đông Vũ nói, vài năm trước, ta theo mẫu thân lên kinh thăm cậu. Có một đoạn thời gian tâm tình cậu rất kém, mỗi ngày vào chiều trở về đều tức giận, sau hỏi mới biết được Hoàng thượng Cài Trang du hành gặp gỡ một tên buôn thần bán thánh. Không biết hắn dùng cách gì mà lại lừa Hoàng thượng xưng hắn là tiên nhân, còn suýt nữa sắc phong hắn làm quốc sư sau này bách quan trong chiều cực lực phản đối việc này mới thôi nhưng nghe cậu nói khi người nọ rời khỏi kinh thành hoàng thượng đem ngọc bội tùy thân bên hông ban cho hắn hay là không thể nào tướng công của trường quầy ly làm sao có thể mọi người nhìn nhau thổn thức đương nhiên không thể kẻ lúc trước lừa dối hoàng đế là lão đạo bạch nham mà không phải chàng trai tuấn mỹ tự nhận là tướng công của trường quầy ly trưởng quầy ly cười nhạo một tiếng trong lòng thầm nghĩ để xem Bạch Nham thu thập tàn cục thế nào. Nhớ lại năm đó bọn họ ở Kinh Thành cũng khá ổn, nhưng Bạch Nham lại quá thích xen vào việc của người khác. Nếu không phải là hắn cảnh báo với Hoàng đế, giúp Hoàng đế né được một kiếp, làm sao có thể bị mấy chuyện vớ vẩn này cuốn thân, còn khiến bọn họ phải rời khỏi Kinh Thành sớm. Dù trải qua bao nhiêu năm, tính tình Bạch Nham vẫn không thay đổi chút nào. Cho dù ở nơi nào, hắn đều có bản lĩnh tìm mấy chuyện nhảm nhí đến làm. Nghĩ đến đây, khóe miệng trưởng quầy ly hơi nâng lên một chút, nàng, đỗ tuyển và bạch nham gặp nhau không phải là do bạch nham xen vào việc của người khác sao. Vân Linh cô nương sao còn chưa ra, trong phòng, đám người bùi đông vũ vẫn ồn ào, trưởng quầy ly thấy phiền chán, người như vậy sống cũng là tai họa. Đám phủ phiếm trong phòng náo loạn một lúc lâu, vị Vân Linh cô nương kia mới khoan thai đến. Trưởng quầy ly nằm ở nóc nhà bỗng nhiên cảm nhận được một tia khí âm u lạnh lẽo là hơi thở tử vong. Bạt này quả nhiên bị Bạch Nham đoán trúng rồi, nó sẽ không bỏ qua thức ăn đưa đến bên miệng như bùi đông vũ này. Bạt chính là cương thi nhập ma, là vua của bách quỷ, vốn không cần thân thể, vậy nó cần thi thể một đứa bé 8 tuổi làm cái gì? Vấn đề này Tòng Tố còn chưa nghĩ đến, Bạch Nham và trưởng quỷ Ly đều nghĩ mãi không thông. Vì thế Bạch Nham động tay động chân trên xác lâm tiểu thiếu gia khiến quỷ linh muốn chiếm xác tiểu thiếu gia bị thương nặng, nếu đạo hành quá thấp thậm chí sẽ bị đánh tan nội nguyên tính tính thời gian bạt ra khỏi lâm phủ không lâu đã đến đây xem ra là muốn ăn bùi đông vũ bồi bổ nguyên khí trưởng quầy ly nghĩ nếu nàng tùy tiện ra tay không nhất định có thể địch nổi bạt ngược lại làm mình bại lộ dẫn đến phiền toái không bằng ra chiêu dụ địch trưởng quầy ly biến ra một cái ống trúc nhỏ gạt gạt đám gỗ nhỏ ra chỗ khác nhẹ nhàng thổi một hơi rồi lập tức lấp gỗ vào rút ống trúc về trong phòng vân linh bỗng người được một mùi thơm ngát thoang thoảng tinh thần nó chấn động đây là tinh hồn tu luyện ngàn năm ngọt ngào hấp dẫn chính là trí bảo có thể gặp nhưng không thể cầu so với bùi đông vũ phàm phu tục tử này ăn được tinh hồn như vậy chưa nói sẽ có ích lợi to lớn mà chỉ người thôi cũng khiến tinh thần nó phân chân gấp trăm lần nó đột nhiên đứng dậy không nói một câu bỏ chạy ra ngoài phòng hít vào một hơi thật sâu muốn theo mùi tìm trường quầy ly nhưng lúc này trường quầy ly đã sớm bay đi đâu chờ nữ bạt đuổi tới. Đỗ tuyển vừa đánh xe ngựa ra khỏi thành, bỗng nhiên giật mình hắt xì một cái, sức lực trên tay không khống chế tốt soi đánh vào lưng ngựa suýt chút nữa khiến ngựa hoảng loạn. Bạch nham từ bên trong xe ngựa nhô đầu ra, hỏi, làm sao vậy? Đỗ tuyển kinh ngạc nói, là trường quầy ly, trường quầy ly mở linh nguyên của ta. Bạch nham trao mày, nghĩ nghĩ, nói, an tâm đánh xe, đưa hai vị phu nhân an toàn đến sông Hoài ở Yêu Thành ta trở về xem trưởng quầy ly thế nào. Đỗ tuyền gật đầu. Trưởng quầy ly dẫn nữ bạt về đại trạch lâm phủ, để tiểu hòa thượng tổng tố kia chống đỡ thay nàng. Tổng tố vừa rồi đã tiêu hao không ít chân lực, lúc này không ngờ cương thi ngàn năm sẽ quay lại khiến hắn đột nhiên chờ tay không kịp. May là không lâu sau Bạch Nham cũng quay về. Lúc Bạch Nham đuổi theo trưởng quầy ly về lâm phủ, tổng tố đang bị một đám khí đen vây quanh, trong gió chuyển đến tiếng gào thét cực kỳ khủng bố nếu không phải tòng tố có Phật Châu hộ thân bảo mệnh chỉ sợ đã bị nữ bạt ăn vào bụng. Nữ bạt dây dưa tòng tố, dần phát hiện mùi của tòng tố cũng rất ngon miệng. Bởi vì hàng năm tu đạo lại thêm thiên phú hơn người nên tinh hồn của hắn tinh khiết hơn người thường. Mặc dù không bằng tinh hồn tu luyện ngàn năm nhưng cũng là thuốc bổ thượng hạng, vì thế nó càng quấn chặt tòng tố không buông khiến hắn không có cơ hội thở dốc. Bạch Nham thấy tình cảnh này làm sao còn có thời gian và sức lực đi bận tâm xem trường quầy ly thế nào lúc này rút kiếm cự khuyết cứu người quan trọng hơn. Tổng tố không chống lại được sức mạnh của nữ bạt, chỉ châu trong tay bỗng nhiên đứt rời, mười mấy viên Phật châu rơi toán loạn. Trong lòng thầm kêu không ổn bỗng một luồng kiếm quang màu trắng đâm xuyên qua hắc ám trước mắt hắn, tạo cho hắn một đường sống. Kiếm cự khuyết của Bạch Nham phá hồn giết phách, vốn là bảo bối của Vân Trung Tử. Không biết vì sao lại rơi vào tay Bạch Nham, nhưng kiếm này quả thật uy lực rất lớn, Bạch Nham không hay sử dụng, kiếm rút ra chỉ có một kết quả là hồn phi phách tán. Ngay cả trường quỷ ly cũng có ba phần kiêng kỵ với thanh kiếm này. Nữ bạt cũng không phải tiểu quỷ dễ đối phó, muốn khiến vua bách quỷ đảo hành ngàn năm bị thương cũng không phải chuyện đùa. Kiếm cự khuyết đâm tới, lập tức một tiếng kêu khóc thê lương vang lên, một đoạn xương trắng từ trong đám khí đen rơi ra, là một cái cánh tay. Gần như vừa rơi xuống đất là đoạn xương tay kia liền hóa thành cho tàn. Nữ bạt bị bạch nham đả thương, biết tình thế bất lợi liền chạy trốn, trong nháy mắt đã biến mất tăm. Bạch Nham còn đang do dự có nên đuổi theo hay không thì tòng tố lại đột nhiên ngất xỉu. Trưởng quầy ly khoan thai từ đường nhỏ đi ra, khắp cái quyết thiêu sạch sẽ đám cho bụi còn lại. Cương thi vốn là một đống hài cốt, không linh, không hồn, nếu muốn tiêu diệt bạt hoàn toàn chỉ có cách hỏa thiêu. Nàng liếc nhìn tòng tố một cái nói, hắn quá mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ không có gì đáng ngại vừa rồi sao nàng không giúp để ma chạy mất chẳng phải sẽ lại rắc rối sao trưởng quầy ly hơi cong môi nói nó tuy không phải đồng loại của ta nhưng cũng chẳng thù chẳng oán vì sao ta phải giúp ngươi giết nó bạch nham chán nản lắc đầu nói nàng đó không gây khó dễ cho ta thì không chịu được sao tổng tố đấu với nó trước ngươi đột nhiên xuất hiện một kiếm không giết được nó là do ngươi đạo hạnh không đủ sao lại oán ta bạch nham đỡ tòng tố đứng lên liếp trưởng quầy ly một cái chất vấn nói không nói đến chuyện vừa rồi nàng không giúp nhưng nàng tùy ý mở linh nguyên của tiểu tuyền là hơi quá đáng chẳng qua là dụ nữ bạt kia mà thôi ta biết trường mực dọa hỏng tiểu tuyền rồi sao hỏng thì không hỏng nhưng sợ không nhẹ ha ha trưởng quầy ly cười khẽ dường như tất cả buồn phiền tích tụ lúc đều tan thành mây khói bạch nham dìu tòng tố đến một gian phòng chống nghỉ ngơi sau đó cùng trưởng quầy ly ngồi trong đình hóng mát uống trà. Trưởng quầy ly nói: "Lão đạo, trà tốt như vậy ngươi tìm ở đâu vậy?" Trước khi Lâm phủ gặp chuyện không may là nhà giàu trong thành, một ít trà ngon cũng không khó tìm. "Bây giờ ngươi định làm gì?" Bạch Nham nhún nhún vai, nói: "Chờ đỗ tiền trở về, chờ Tòng Tố khôi phục nguyên khí, chờ nàng đồng ý giúp ta, sau đó đi tìm nữ bạt kia." Chờ đỗ tiền trở về chỉ cần vài canh giờ. Chờ tòng tố khôi phục nguyên khí nhiều nhất là hai ngày, chờ ta đồng ý giúp ngươi chỉ sợ phải chờ tới vĩnh viễn sánh cùng trời đất. Bạch nham mỉm cười, lạnh nhạt nói, vậy ta sẽ chờ nàng đến vĩnh viễn là được. Trong lòng trường quầy ly lục bục một cái, nụ cười trên mặt cứng lại, hờ hững cục mi mắt không biết lại suy nghĩ cái gì, rất lâu sau mới nói, tu luyện ngàn năm, gặp gỡ ngươi cũng là kiếp nạn khó thoát khỏi, tội gì. Bạch nham nhìn trường quầy ly trong lòng hiểu rõ lời nàng có ẩn ý nhưng không hỏi chỉ theo lời nàng tiếp lời thế sự khó liệu thiên mệnh không thể thay đổi nàng đâu thể biết đó là phúc hay là hỏa là tai hay là hạnh thiên mệnh không thể thay đổi nếu ngươi tin thiên mệnh sao lại làm chuyện nghịch thiên là phúc hay hỏa đắc đạo thành tiên chưa chắc đã là phúc lời này không phải do ngươi nói sao tám nạn thiên kiếp chưa chắc đã là hỏa lời này cũng là ngươi nói đúng không tất cả đều là ngươi nói ta có nói gì đâu Trưởng quầy ly cười thê lương, không nói nữa. Bạch Nham uống một ngụm trà, nhìn phía chân trời trắng dần, nói trời sắp sáng rồi, đêm nay thật dài. Trưởng quầy ly cũng quay đầu nhìn về phía chân trời, nhìn nơi xa dần hiện lên ánh sáng nhạt, yếu ớt thở dài một tiếng. Chúng ta ở cùng nhau đã bao lâu rồi? Bạch Nham đột nhiên hỏi. Trưởng quầy ly nghĩ nghĩ nói, tính từ lúc bắt đầu quen biết sao. Ước chừng đã 289 năm rồi là 312 năm. Lâu vậy sao? Bạch Nham mỉm cười gật đầu, nói, thời gian trôi qua rất nhanh, không phải sao? Đúng là rất nhanh, còn 8 năm nữa ngươi phải cởi bỏ phong ấn thứ bảy đúng hẹn. Trưởng quầy ly bỗng nhiên đứng dậy đón ánh dương đang lên, nàng đứng thẳng ánh mặt trời dần kéo cái bóng của nàng ra rất dài rất dài, cả người Bạch Nham đều bị bao phủ dưới cái bóng của nàng. Bạch Nham nhìn bóng lưng nàng mà sướng sờ, trưởng quầy ly bỗng nhiên xoay người lại đối mặt với Bạch Nham, hai người nhìn nhau. Trưởng quầy ly nhìn Bạch Nham hơi nhíu mày, giật mình có cảm giác như xa như gần, tựa như quen thuộc lại như xa lạ. Ta sẽ Bạch Nham nói, giúp ta bắt nữ bạt kia, ta sẽ lập tức cởi tầng phong ấn thứ bảy cho nàng. Trưởng quầy ly không trả lời, chỉ thản nhiên đáp, mệt mỏi quá, ta đi về ngủ đây. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn